Xin chào các khán giả đã quay trở lại với chuyên mục review đồng hồ. Và ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về chiếc đồng hồ Audemars Piguet Royal Oak Lady mùa thu vĩnh cửu để xem là có làm sao xuyến các chị em không nhé. Với lịch sử phát triển hơn 140 năm, thương hiệu Audemars Piguet đã trở thành tượng đài trong thế giới đồng hồ cao cấp. Nhắc đến Audemars Piguet, người ta sẽ không khỏi không nhắc đến bộ sưu tập Royal Oak đã trở thành huyền thoại, mạnh mẽ và thể thao đã nâng tầm đẳng cấp trong phân khúc đồng hồ xa xỉ. Thế nhưng hào quang không cản bước người tài. Từng ấy năm trôi qua thì Audemars Piguet luôn không ngừng kiến tạo, ra mắt những kiệt tác Royal Oak hoàn mỹ và một thiết kế dành cho nữ giới trong dòng Royal Oak đã khiến cho công chúng chao đảo. Đó là chiếc Audemars Piguet Royal Oak Lady 33mm làm từ vàng hồng nguyên khối đẹp đẽ. Và hãy cùng Gia Bảo Luxury khám phá vẻ đẹp của kiệt tác vàng khối trong video ngày hôm nay. Vốn dĩ từ trước đến nay thì đồng hồ Audemars Piguet dòng Royal Oak luôn được thiết kế với kiểu dáng khỏe khoắn, mạnh mẽ, cộng thêm chất liệu chế tác phù hợp khiến đồng hồ gọn nhẹ, chắc chắn và có thể sử dụng ngay cả trong những hoạt động thể thao mà không gây ảnh hưởng đến độ chính xác. Đó là những mô tả mà giới mọi điệu ưu ái dành cho dòng đồng hồ nam giới. Vậy phiên bản nữ thì sẽ như thế nào đây? Mang hơi thở của thời đại, chiếc đồng hồ dành cho nữ giới của nhà Audemars Piguet về cơ bản vẫn giữ nguyên thiết kế truyền thống có phần nam tính, nhưng nếu xét theo xu hướng unisex của thế kỷ 21 thì đây quả thực là cỗ máy thời gian lý tưởng đáng để chúng ta thử sức. Vì như kiệt tác của mùa thu vĩnh cửu, với thiết kế vỏ ngoài mang tính cách mạnh khi có hình bát giác hơi tròn, cố định bởi 8 ốc vít đặc trưng. Chiếc đồng hồ đã được nhà sản xuất hào phóng nạm 32 viên kim cương lấp lánh trên vành bezel, tạo nên vẻ lộng lẫy xa hoa trên cổ tay của quý cô. Có kích thước 33mm, một con số tương đối so với cổ tay trung bình của phụ nữ châu Á, nhưng độ dày chỉ 10,4mm. Mẫu đồng hồ này có khả năng đáp ứng yêu cầu của người dùng cả về độ rộng lẫn trọng lượng khi lên tay. Có lẽ vẻ đẹp của vàng khối hòa quyện cùng kim cương đắt đỏ đã tăng thêm độ đẳng cấp cho tạo tác, để rồi bất kỳ ai chiêm ngưỡng cũng không thể rời mắt. Không chỉ gây ấn tượng bởi chất liệu và lượng đá quý được sử dụng trong chế tác, bộ khung vỏ này còn có những chi tiết trải xước, xen lẫn các cạnh bóng bẩy, thể hiện sự chỉn chu và nghệ thuật chế tác bậc thầy của các nghệ nhân nhà Audemars Piguet. Dễ dàng phân biệt với các model cùng phân khúc trên thị trường, chiếc đồng hồ này mang dấu ấn hoàn toàn khác biệt. Sở hữu vẻ đẹp trường tồn với thời gian, nàng thơ Audemars Piguet sở hữu cả vẻ đẹp cổ điển lẫn hiện đại. Mặt số trắng vẫn hiện hữu vân Grand Tapestry đã trở thành biểu tượng với những hình vuông nhỏ được dập nổi cùng với họa tiết vân tay in chìm có khả năng bắt sáng cực kỳ tốt. Phá vỡ giới hạn trong kiểu dáng cọc số, Audemars Piguet đã sử dụng những cọc số hình lá mềm mại, nhỏ nhắn cùng với chất liệu được gia công cẩn thận để tăng thêm độ hoàn mỹ và thống nhất về tổng thể. Là phiên bản đồng hồ sản xuất cho nữ giới, tất nhiên, nét nữ tính của kiệt tác không chỉ ở tổng thể kết cấu mà còn thể hiện qua những chi tiết nhỏ. Đó là núm điều chỉnh có gắn thêm một viên đá mờ cắt kiểu carbon nặng 0,4 carat, vừa thực hiện chức năng điều chỉnh đồng hồ, vừa khóa chặt bộ vỏ, giúp đồng hồ kháng nước tốt ở độ sâu 50m. Là ô cửa báo ngày ở vị trí 3 giờ trên mặt số nhỏ nhắn với viền vàng sắc nét và bộ kim thanh mảnh vàng mờ với hai kim giờ phút hình lá lúa mềm mại. Và mặt sau, thay vì thiết kế lộ máy, chiếc đồng hồ này được trang bị nắp kín bằng vàng với tên bộ sưu tập được in nổi bằng từ chữ cách điệu, chữ lồng chữ mang đậm tính nghệ thuật. Có lẽ vì thuộc phân khúc đồng hồ nữ nên phiên bản này được nhà Audemars Piguet ưu ái hơn với trang bị bộ máy nhỏ mà có vỏ. Nó mình trong bộ vỏ vàng chắc chắn, bộ máy tự động 2140, được sản xuất theo công nghệ in-house độc quyền thương hiệu, lặng lẽ vận hành với độ chính xác cao. Caliber 2140 được trang bị 31 chân kính, có đường kính 20,4mm. Bộ máy này có mức dự trữ năng lượng là 40 giờ đồng hồ và hoạt động hiệu quả ở tần số 28.800 VPH. Thời trang, nữ tính và hiện đại. Phải chăng sự bí ẩn của Audemars Piguet Royal Oak Lady 33mm đâu chỉ là sắc vàng hồng như sắc mùa thu Hà Nội, mùa cây thay lá, hay là màu vàng của nắng chiều những buổi hoàng hôn của Sài Gòn nhộn nhịp? Đúng như phương châm của thương hiệu, một chiếc đồng hồ phải đẹp cả trong lẫn bên ngoài. Chiếc đồng hồ đã được hoàn thiện vẻ đẹp đẽ và hoàn hảo cả trong diện mạo lẫn bộ máy để trở thành tặng phẩm thời gian quý báu, nâng tầm vẻ đẹp của người phụ nữ thế kỷ 21. Nếu như bạn hứng thú với thiết kế của Lady Royal Oak của Audemars Piguet thì hãy cho Gia Bảo Luxury biết trong phần bình luận ngay dưới video này nhé. Và đừng quên theo dõi những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!